Chào mừng quý vị đã quay trở lại với phần 2 chương trình tin sáng ngày 17 tháng 10. Xin mời quý vị cùng đến với những thông tin nổi bật trên thế giới. Thưa quý vị, 2 tháng sau khi căng thẳng biên giới giữa quân đội Trung Quốc và Ấn Độ, lượng hàng hóa Trung Quốc tại khu vực phía bắc Ấn, cụ thể là tại thành phố Gorakhpur đã giảm mạnh do người dân nơi này tiến hành tẩy chay hàng Trung Quốc. Vào hồi cuối tháng 8 khi xung đột biên giới phía bắc thuộc dãy Himalaya giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã tạm ngưng, cũng là lúc chủ nghĩa yêu nước của người Ấn là tăng lên nhanh chóng. Cụ thể nhiều nhóm theo chủ nghĩa dân tộc yêu nước đã đi khắp Ấn Độ và kêu gọi người dân tẩy chay hàng hóa Trung Quốc và dường như việc này đã tạo ra được tác động thực sự. Ở khu vực phía bắc Ấn, trước thềm lễ hội ánh sáng Diwali, doanh số bán hàng hóa Trung Quốc đã sụt giảm mạnh do người dân tẩy chay không mua đồ Trung Quốc. Bởi vì vấn đề xảy ra giữa Trung Quốc và Ấn Độ nên chúng tôi quyết định sẽ không mua, dù chỉ một sản phẩm Trung Quốc, chúng tôi sẽ chỉ mua hàng Ấn và đưa nền kinh tế Ấn đi lên. Do lễ hội ánh sáng Diwali tới gần, nhu cầu mua sắm các vật dụng món đồ để thắp sáng hay trang trí ánh sáng trên khắp Ấn Độ là rất lớn, nhưng năm nay những món hàng này từ Trung Quốc đã bị đẩy ra và không thể bán được. Doanh số bán hàng Trung Quốc năm nay đã giảm khoảng 70 đến 80% và chúng tôi đang cố gắng bán nốt số hàng tồn để hồi vốn một chút. Theo dự đoán, doanh số hải Trung Quốc bán ra trong lễ hội năm nay sẽ giảm tới khoảng 45% trên toàn nước Ấn. Kết quả bỏ phiếu sơ bộ vào cuối tuần qua cho thấy nước Áo rất có thể sẽ có thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử ở tuổi 31. Ông Sebastian Kurz dẫn đầu đảng nhân dân đang chiếm ưu thế với cách biệt rất sát sao so với các đối thủ khác. Nước Áo vừa trải qua cuộc tổng tuyến cử vào Chủ nhật hôm 15 tháng 10, Kết quả cho thấy đảng nhân dân phe bảo thủ của ông Sebastian Kurz, 31 tuổi, đang dẫn đầu với cách biệt số phiếu sát sao so với đảng về nhì. Hiện tại ông Kurz đang là ngoại trưởng áo và sẽ là một trong những nguyên thủ quốc gia trẻ nhất trên thế giới. Ông Kurz cam kết nếu đắc cử sẽ thực hiện một loạt biện pháp ngăn chặn dòng người di cư và tị nạn đổ vào nước Áo. Cho đến nay, nước Áo đã tiếp nhận hàng trăm ngàn người tị nạn từ các nước đang gặp chiến tranh và đối nghèo. Số người tị nạn này đang chiếm gần 1% dân số nước Áo, tỷ lệ cao nhất trong châu lục. Nhiều người ủng hộ ông Kurs cho rằng nước này đang bị quá tải. mà khác, ông Kurs cũng cho biết sẽ hạn chế viện trợ cho những người tị nạn đang sống tại Áo. Thưa quý vị, đã có ít nhất 200 người thiệt mạng sau vụ nổ bơm liên hoàn ở thủ đô Somalia xảy ra vào cuối tuần qua. Đây là vụ tấn công nặng nề nhất tại quốc gia này kể từ khi phiến quân Hồi giáo trỗi dậy năm 2007. Hai trái bom nổ liên tiếp trong khu phố Sầm uất trung tâm thành phố Mogadishu, thủ đô Somalia vào hôm thứ bảy ngày 14 tháng 10. Cho đến nay, đã có ít nhất là 200 người thiệt mạng, hơn 100 người khác bị thương. Đây là vụ tấn công nặng nề nhất ở Somalia kể từ năm 2007. Đến hôm chủ nhật ngày 15 tháng 10, hàng ngàn người đã xuống đường tuần hành kêu gọi chính phủ và lực lượng quân đội thiết lập an ninh chặt chẽ hơn. Đây là một vụ thảm sát. Tôi chưa từng thấy vụ nổ bom nào lớn như thế này ít nhất trong 27 năm qua. Tôi đã bị rất sốc. Somalia để quốc tang 3 ngày tưởng niệm nạn nhân của vụ nổ bom. Các bệnh viện đang kêu gọi người dân hiến máu và quyên góp tiền hỗ trợ nạn nhân. Vẫn còn nhiều người thiệt mạng chưa được nhận dạng. Cho đến nay chưa có bên nào nhận trách nhiệm cho vụ nổ, nhưng theo thông tin cập nhật thì nhóm phiến quân Hồi giáo Al-Shabaab có liên quan đến Al-Qaeda thường xuyên đánh bom vào dân thường kiểu này ở Somalia. Xin được chuyển sang thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, cả hai sàn diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch đầu tuần. Chỉ số VN Index mất mốc 820 điểm do nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đảo chiều giảm cuối phiên. Thị trường tiếp tục giữ được sắc xanh vào đầu phiên. Các cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn là lực đỡ chính cho đà tăng của chỉ số. Hoạt động giao dịch trên sàn thiếu sự bứt phá do thị trường duy trì trạng thái phân hóa mạnh giữa các cổ phiếu bước sang phiên chiều chỉ số tiếp tục giữ được xu thế tăng vào lúc đầu tuy nhiên về cuối phiên sắc đỏ dần dần chiếm ưu thế trước lực bán tăng dần lên nhiều cổ phiếu trụ cột như là Vinamilk, Gas, Vincom đồng loạt đảo chiều đã tác động tiêu cực đến thị trường mặc dù vậy giao dịch lại cải thiện nhẹ so với những phiên trước các phiên chỉ số VN-Index giảm nhẹ và rời khỏi mốc 820 điểm thanh khoản đạt hơn 4.000 tỷ đồng tương đương gần 169 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX Index cho dù có thời điểm khá dằn co trong phiên, nhưng đã giữ được sắc xanh về cuối phiên. Các cổ phiếu trụ cột vẫn là điểm sáng của thị trường. Giao dịch trên sàn tiếp tục ở mức thấp trước sự thận trọng của nhà đầu tư. Trước phiên, chỉ số HNX Index tăng nhẹ lên mốc 109,3 điểm. khối lượng giao dịch đạt gần 46 triệu đơn vị, ứng với trên 530 tỷ đồng. bên vi xin mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng với chương trình tin sáng. Chúng ta sẽ đến với những nội dung nổi bật ở phần 3. Alpha B nhận định zombie công sở khiến doanh nghiệp thất thoát 11,7% hiệu suất hoạt động. Các dự án về nông nghiệp thông minh thắng áp đảo tại cuộc thi IoT Startup 2017.